1974, chuỗi dài mất mát và thua thiệt. 1974 là những anh chị Giáp Dần, Mệnh Thủy. Thì video này cũng coi sẽ phân tích về là thời vận của những anh chị 1974 và những con số hợp với những anh chị 1974 để chúng ta dùng, để chúng ta sử dụng, và những cái cặp số và những cái quỹ dịch tốt nhất để chúng ta sử dụng trong giai đoạn cuối cùng của chúng ta. Bởi vì sao không khó nói cuối cùng? Bởi vì chúng ta đang chuyển qua hậu vận rồi. Thì chuyển qua hậu vận có nghĩa là gì? Là chúng ta đã quá, gọi là gì, quá hơn quá nửa đời người rồi. Về cái sự mất mát chúng ta cũng trải qua rất là nhiều rồi. Và cái sự thua thiệt, lòng người, nhân sinh chúng ta đủ thấm thía và cảm ngộ rồi. Cho nên đây là cái thời điểm mà chúng ta già cỗi nhất về mặt tâm hồn đó. Cho nên là những cái bước đi chúng ta phải cực kỳ thận trọng. Bởi vì sao? Càng về hậu vận thì cái về cái sự máu liều, về cái sự nhiệt huyết của tuổi trẻ chúng ta sẽ bị giảm đi. Bởi vì sao? Cái bộ máy trong cơ thể chúng ta nó bắt đầu rệu rã rồi, và xuất hiện có rất là nhiều căn bệnh về tuổi già rồi. Cho nên là những anh chị mà 1974 thì chúng ta phải chú ý cực kỳ về vấn đề sức khỏe. Sức khỏe chúng ta đặt lên hàng đầu. Thì điểm qua một số tính cách của một số anh chị 1974 là chúng ta là mẫu người cực kỳ chủ nghĩa về thực tế. Cái chuyện gì mà gọi là gì, là trước mắt hoặc là làm chúng ta lụm liền, lụm tiền liền thì chúng ta thích. Những cái câu chuyện mà hứa hẹn chúng ta là không thích. Và điểm mẫu số chung là chúng ta rất là chảy ra rất là nhiều về chuyện tình cảm và tiền bạc từ nhỏ đến lớn luôn, giống như là chúng ta nợ gia đình vậy đó, gần như là chúng ta không thoát ra được ha. Cái điều này cũng là điều rất là bình thường. Bởi vì sao? Những anh chị mà 7X á, thì chúng ta sinh ra trên đời này để chúng ta học tập, để chúng ta trải nghiệm, để chúng ta thăng hoa lên cảnh giới về tâm hồn của chúng ta. Thì khi mà tâm hồn chúng ta già cỗi á, thì chúng ta sẽ càng cần về gần với đạo, và chúng ta càng thấu hiểu nhân sinh này. Đây là một cái chất liệu cực kỳ tốt để chúng ta về trải nghiệm. Bởi vì sao? Trong cuộc sống này là hai thứ quan trọng nhất là khi mà chúng ta sinh ra và chúng ta mất đi. Cũng giống như là gì? Là trời sinh ra mưa, đúng không ạ? Khi mà hạt mưa chạm xuống đất, đó là kết thúc cuộc đời của mưa. Nhưng mà cuộc hành trình từ trên trời rớt xuống đất á, đó là nhân sinh, đó là sự cảm quan, đó là sự cảm ngộ. Cũng giống như những anh chị 1974 ha. Thì không có sẽ phân tích về thời vận những anh chị 1974 là Mệnh Thủy á. Thì chúng ta sẽ đi đầu tiên là chúng ta sẽ xem nữ trước 1974 ha. Ở đây nó sẽ đặc biệt như nào. 1974. Thì 1974 hiện tại chúng ta 51 tuổi rồi. Thì chúng ta bước qua giai đoạn hậu vận là chúng ta được hơn 2 năm rồi. Đó, từ 49 đó. Và năm nay những chị nữ là chúng ta bị dính về sao La Hầu. Và chúng ta là 51 tuổi, 5 tuổi, nên chúng ta rất là dễ bị thao tài và là bị vấn đề bị thị phi. Nhưng mà không sao, qua năm 52 thì chúng ta thời vận chúng ta đang có. Thì chúng ta những chị á, thì chúng ta chỉ chú ý vào năm 53 chúng ta 15 tuổi cộng với sao Thái Bạch. Thì sao Thái Bạch cả nhà quá hiểu rồi, tiểu nhân và tán tài. Cho nên là gì? Những thời điểm này chúng ta phải đi cực kỳ thận trọng, từng suy nghĩ cực kỳ kỹ để chúng ta lựa chọn ha. Đó, ok, đó là thời vận mà chúng ta đang được thời trở lại đó. Cho nên chúng ta tận dụng những cái thời mà thời điểm này của chúng ta đó để chúng ta làm ăn ha. Tới năm 55 thì chúng ta bị hết thời, dính vô trong tay á, là hết thời. Cái biểu hiện chúng ta có thời là chúng ta cảm thấy công việc chúng ta bắt đầu hanh thông, chúng ta cảm thấy chúng ta gặp được quý nhân, và chúng ta cảm thấy chúng ta nghe những điều đúng. Đó là khi mà thời chúng ta quay trở lại đó. Thời vận không thông, mưu cầu vô ích. Thì những anh nam khác chị nữ như thế nào? Khác chứ. Có phải là chúng ta suy từ năm 43 tuổi tới bây giờ không? Là từ thời điểm mà năm tuổi tâm tai năm đầu của chúng ta tới thời điểm hiện tại của chúng ta, và chúng ta mới đỡ lại được là gì? Là năm nay, nhưng mà chúng ta là dính 51 tuổi. Thì những anh chúng ta chỉ cần chú ý là năm sau thì chúng ta bị sao cái đô. Thì sao cái đô thì nó liên quan tới vấn đề gì? Đó, sao cái đô thì nó liên quan tới vấn đề bị thị phi và hao tán về tiền của. Cho nên là gì? Nói chung là gì? Năm nào nó cũng có chuyện hết á. Đó, nhưng mà cả nhà đừng lo. Trong cái năm không tốt á, thì chúng ta còn cái tháng tốt. Mà trong cái tháng tốt á, cái tháng không tốt á, thì chúng ta vẫn còn có ngày tốt. Mà trong cái ngày không tốt thì chúng ta vẫn có giờ tốt. Cho nên là người thấu hiểu để chúng ta sống thuận theo tự nhiên đó. Ví dụ như là khi mà chúng ta không tốt rồi thì chúng ta có thể nghiên cứu sử dụng những cái vật phẩm và những cái thứ mà hợp với chúng ta. Nếu mà chúng ta được lựa chọn thì chúng ta nên lựa chọn những cái vật phẩm, những cái thứ phù hợp với chúng ta. Ví dụ như là cái số điện thoại, số nhà, số xe, số tài khoản gì đó. Đó là những cái thứ chúng ta có thể lựa chọn được và nó ứng rất là nhanh với chúng ta. Ví dụ như là những anh chị là 1974, chúng là Mệnh Thủy. Thì Mệnh Thủy chúng ta hợp những con số nào? Đó là 16, đó là 38, đó là gì, là 49. Đó là những con số hợp với chúng ta. Thì đây là những con số hợp, chúng ta sẽ phối như thế nào cho hợp lý. Ví dụ như là chúng ta có hợp là, có nghĩa là chúng ta phối như thế này. Ví dụ là 8, 9 đi,
đó, 38 38 và 81 đó. Thì trong đây là cách phối hợp những con số mà, nhưng mà đây là hung à, hung hung thì nếu mà chúng ta lựa chọn số nên chúng ta lựa chọn cát, nên nên là anh chị nào mà thắc mắc có thể bình luận bên dưới hoặc là nhắn cho Khổng Khôi để Khổng Khôi gửi cái hướng dẫn ha. Thì hung chúng ta phải chọn cát đây, nhưng mà chúng ta sẽ xét về ngũ hành nạp âm thì ở đây là hợp hết, cộng với là quỷ dịch. Thì quỷ dịch các nhà thấy không, đây là quỷ dịch địa thiên thái, là trời đất giao nhau đó. Địa là gì? Địa là đất, thiên là trời, ba gặp mẹ giao nhau. Thứ hai là quỷ dịch là hỏa địa tấn, đó là như vậy đó. Hỏa địa tấn là có nghĩa là luôn là theo chừng mực đó, là tượng là gì, thì là lửa đã hiện trên mặt đất, là ra mặt đất, là trưng bày, là long kiến tường trinh chi tượng, đó là tượng hiện thiện điền lành, hiện trừ sáng sủa. Thì quẻ thái và quẻ hệ địa tấn là một trong những cái quẻ rất là thích hợp để chúng ta sử dụng đó, để trong cái số điện thoại của chúng ta. Ngoài số điện thoại chúng ta còn có số nhà và số xe nữa, thì chúng ta có thể nghiên cứu cái này để chúng ta giống như là trợ lực chúng ta đó. Thì cái này kiến thức là không có áp dụng từ kinh dịch đó, thì bộ môn đã tồn tại rất là lâu rồi. Thì bằng những con số ngẫu nhiên mà chúng ta phối hợp và chúng ta sắp xếp khác nhau thì nó sẽ ra một cái mã hóa khác nhau, thì nó sẽ ứng vào mỗi chúng ta. Thì những con số thì nó sẽ thể hiện bởi mối hệ nhân hòa của chúng ta ha. Thiên thời có thể không có, địa lợi có thể là không thuận lợi, nhưng mà gì, thiên thời nhân hòa chúng ta chắc chắn chúng ta phải nắm giữ ra chứ nhà. Tại vì sau đó là chúng ta lựa chọn được, chơi ma là chúng ta có quyền lựa chọn đúng không ạ, sai cái gì chúng ta có quyền lựa chọn trong khả năng của chúng ta. Và cũng có chúc những anh chị là 1974 thật nhiều sức khỏe ha, sức khỏe là trên hết. Và nhớ nha, tu tập nha, trước khi cải vận cải mệnh thì hãy cải sửa trước đó, tâm an vạn sự an đó. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha.